Yo yo, vậy là mình đã mua chiếc màn hình để thay thế rồi ha. Để trước khi thay được cái màn hình này thì mình tiến hành phải bóc được cái nắp lưng và cái màn hình này ra trên chiếc điện thoại cũ. Để bóc được chúng ta cần phải cái nắp lưng này, chúng ta cần phải một là gia cố nhiệt để cho keo nó tan chảy ra. Thì ở đây mình sử dụng một chiếc máy khò hoặc là các bạn có thể sử dụng một cái máy sấy tóc cũng được ha. Chúng ta để nhiệt vừa phải, gió vừa phải. Hộp miệng nhỏ cho các mọi người là có thể máy sấy tóc hoặc là có thể sử dụng máy sấy tóc hoặc là có thể sử dụng một cái bếp hồng ngoại chúng ta để lên. Được một lúc thì keo cái hơi nóng nó sẽ làm keo nó chảy nó mềm ra. Và rất dễ làm việc cạnh. Ở đây mình có thể sử dụng bất kỳ một cái gì bằng nhựa để cạy ra ha. Từ từ, chậm chậm. Ở đây mình có một lọ keo 530. Cái này là chuyên rửa màn hình với tẩy men các thứ này bạn. Các bạn xịt vô là đảm bảo keo nào cũng nhả hết đó. Phần mặt trước chúng ta cũng làm tương tự như vậy. À, màn này hỏng rồi cho nên mình cũng không cần phải. Đây. Đây là màn AMOLED. À, sau khi đã tách ra phần. Đây mình thấy thợ ép kính trước đã thiếu một con ốc ở đây này.
Sau khi tách cái phần ốc ra rồi, mình sẽ tìm cách tách cái phần mặt đằng này ra. Kính này tháo ra. Chúng ta bỏ một cái màn hình cũ vào bên. Và đây là chiếc màn hình mới. Đây là một thời điểm quan trọng này anh em. Đây là một chiếc màn hình mới. Thì anh em mua ở tiệm bán linh kiện điện thoại á, họ sẽ bao test cho chúng ta. Tức là họ sẽ bao test khi chúng ta lắp vào màn, không sẽ siêu sẽ siêu thì có thể đổi mới. Nhưng một khi đã lắp vào màn bóc siêu thì chúng ta không được đổi trả nữa nha anh em. Cho nên là những tiệm điện thoại họ sửa thường mắc hơn so với chúng ta tự sửa, là họ chịu phí rủi ro. Nếu trong màn hình hỏng thì không ai bảo hành cho họ đâu, mà là chính họ bỏ cái tiền túi của chúng ta hoặc của họ ra để bảo hành cho chúng ta, nên cái phần chênh lệch về tiền công rất là lớn. Anh em có thể thông cảm cho họ. Còn cái phần mà nếu chúng ta tự mua linh kiện về thay thì rủi ro là phải thuộc về phía chúng ta hết nha anh em. Phần đây là nút nguồn ha. Đây là hai cái nút này.